Xin chào tất cả các anh em, phiên này mình hướng dẫn tất cả anh em mua đồng tiền trên Coinbase 247. Người ta mua đồng tiền trên đây cái giá rất là rẻ luôn các anh em. Đầu tiên anh em bấm vào nút đăng ký nè. Rồi đầu tiên thì tất cả các bạn lướt xuống đây nè. Rồi đầu tiên thì các bạn đăng ký email, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, rồi bấm vào tôi chấp nhận điều khoản, rồi bấm vào nút đăng ký. Sau khi bấm nút đăng ký xong, tất cả anh em đăng nhập, nó gửi email về nghe tất cả anh em. Sau khi tất cả anh em bấm xuống đây rồi, anh em bấm vào đăng nhập. Để em đăng nhập vào. Rồi. Rồi sau khi tất cả anh em đăng nhập vào. Đây thì hướng dẫn nhanh vì khuya rồi. À. Rồi tất cả anh chị để lưu ý anh chị, nhấp vào qua cho gạch đây nè. Rồi anh chị phải coi cái tài khoản của mình chỗ này là có tên mình nghe anh chị. Rồi gì em có tên rồi đó. Rồi anh chị lướt xuống nè, kiếm cái đồng TRX nè, anh chị bấm nhấp vào anh chị. Cái mục xanh là cái mục fan, cái mục xanh là cái mục mua Việt Nam đồng nghe anh chị, mua TRX qua Việt Nam đồng. Còn mục đỏ là anh chị bán ra nghe anh chị. Anh chị nhấp vào mục TRX cho mục mua nè, nhấp vào anh chị. Rồi tất cả anh chị lướt xuống. Rồi tất cả anh chị nè. Rồi anh chị chọn vào người bán nè. Anh chị lướt xuống nha, chọn coi người nào giá rẻ nhất, 646 đồng nè. Tại có nhiều người bán rẻ nè tất cả anh chị. Anh chị chọn vào đây nha tất cả chị. 646 đồng TRX. Rồi, ví dụ như anh chị muốn mua số lượng nhiều, ví dụ như 200 đi. Như 200 đi. 200 đồng cho anh thì số tiền là 139.000 anh chị. Em giữ đi. 150 đi. Rồi 171.000. Anh chị lưu ý nghe anh chị. Anh chị chọn nhà chọn ngân hàng nè. Gì ta. Rồi anh chị chọn nhà ngân hàng Vietcombank nha. Vietcombank ngân hàng ngoại thương Việt Nam nha. Rồi anh chị nhấp chọn vào tài khoản gì nè. Chọn vào địa chỉ với cá nhân nha tất cả anh chị. Rồi anh chị mở với chân link của mình ra. Rồi tất cả anh chị cho em chút nha. Mai em cũng hết sắp hết pin đi. Tại vì em làm nãy giờ mấy cái video vừa còn hỗ trợ người ta. Tối mày chết rồi trời. Rồi anh chị bấm vào nút reset nha tất cả anh chị. Cái tóc nàng cho con này thông báo cho tất cả anh chị nha. Giá dự kiến tương lai là từ 4 năm nghe tất cả anh chị. Tại nãy mới đầu tư bây giờ lên cái đồng con lên thấy ghê thiệt rồi. Rồi anh chị bắt up lên anh chị. Anh chị mở ra. Rồi anh chị bắt cho chị cái nhanh vào đây nha anh chị. Rồi cái dòng này thì anh chị muốn ghi không ghi cũng được. Anh chị bấm nút tiếp tục nè. Rồi sau khi bấm tiếp tục anh chị lướt xuống nè. Nó có 9 phút cho tất cả anh chị thanh toán nè tất cả anh chị. Anh chị lưu ý nè. Chuyển tiền tài khoản cho cái người nhận là số tiền phải trả là chính xác 100% nè tất cả anh chị. Rồi anh chị sao chép cái nội dung này là cái nội dung mà trên Vietcombank của trên tài khoản ngân hàng anh chị. Nội dung mà ghi chú anh chị copy này nghe anh chị. Rồi anh chị chụp cái màn hình lại, chụp cái màn hình thanh toán gửi lại cho tạp nghe tất cả anh chị. Đây thì anh chị xuống đây đọc nè. Để chứng ăn thì anh chị đọc nè. Này trạng thái chưa xử lý nè. Rồi vậy video kết thúc nghe tất cả anh chị. Rất là dễ nghe tất cả anh chị. Sau khi trong vòng nó có khoảng 9 phút anh chị. Anh chị diễn xong là trong vòng 1 phút lên nó tự động tiền nó về với đồng tê đồng cho nó sẽ về với cho tất cả các anh chị nha. Vậy em chào tạm biệt tất cả anh chị, chúc anh chị thành công.